Xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi livestream của DK Iramen Beauty. Và ngày hôm nay thì DK có một vị khách rất đặc biệt. Và chị đã từng sử dụng dịch vụ tại đây được gần 2 năm rồi. Tuy nhiên là khi mà DK có xuất hiện những công nghệ mới thì chị đã vẫn yêu quý DK và đã quay lại để trải nghiệm dịch vụ tại DK. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Chị mời chúng tôi. Dạ em chào chị để giới thiệu cho mọi người đang theo dõi livestream chị biết là chị tên là gì không ạ? Mình tên Thảo. Chị Thảo, chị Thảo Hà Nội. Thảo Hà Nội. Vâng, vậy lý do vì sao mà chị lại quyết định để quay lại sử dụng dịch vụ tại DK ạ? Mình thấy dịch vụ ở DK rất là ok. Các bạn tư vấn cũng rất là nhiệt tình. Và đặc biệt là mình cũng rất là ưng về dáng lông mày cũng như là cái cách phục vụ bên mình. Dạ vâng. Và lúc nãy thì mình đã nhanh tay và lấy được cái hình ảnh của chị Thảo trước khi làm lại lông mày mới, thì chúng ta có thể quan sát là cái tình trạng lông mày cũ của chị vẫn rất là đẹp. Tuy nhiên thì giờ đã hơi mờ rồi. Và chị đã từng làm lông mày tại DK 2 năm và lúc đó thì chị đã sử dụng dịch vụ là điêu khắc microblading. Và như chúng ta có thể quan sát cái màu mực này, gần 2 năm vẫn nó sẽ chỉ mờ đi thôi chứ không hề có cái dấu hiệu là bị trổ sang màu xanh hoặc là màu đỏ nhé mọi người nhé. Đó, và theo như mình được biết thì chị cũng đã trải nghiệm dịch vụ phun môi tại DK. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn cái sản phẩm lông mày và mũi mới của chị sau khi đã làm lại tại DK. Và chúng ta có thể quan sát nhé. Chúng ta có thể quan sát này, với công nghệ mỡ đó là công nghệ hair shop tại DK thì những cái sợi lông mày rất là bay bổng tự nhiên, và với cái cách xếp sợi rất là thông minh của Master Morning Vương thì chúng ta có thể nhận thấy được là tất cả những khuyết điểm của lông mày đã hoàn toàn biến mất rồi. Thay vào đó thì với các công nghệ mới này thì lông mày của chị nhìn tự nhiên hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Và môi cũng vậy, môi của chị thì cũng gần 2 năm rồi đúng không ạ? Và mình làm sao lông mày cũng đúng không ạ? Môi là khoảng hơn 1 năm, 1 năm rưỡi gì đấy. Như ta thấy nhá, với cái màu mực tại DK thì sau cái quá trình thời gian mà mình hết bảo hành thì màu môi rất là tươi tắn, rất là đẹp. Và ngoài ra thì không hề có cái dấu hiệu là bị xỉn hay là bị chuyển thâm như những công nghệ khác, những cơ sở khác. Và chị ơi, vậy sau ngày hôm nay khi mình làm công nghệ mới lông mày tại DK thì chị có cái cảm nhận gì về cái cặp lông mày mới này của mình không ạ? Rất là ưng ý. Và chị có những điều gì muốn gửi gắm đến đội ngũ của DK không ạ? Mình rất là cảm ơn Mami Vương cũng như là đội ngũ của DK đã chăm sóc mình cũng rất là tận tình. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị rất nhiều. Và chúc chị sẽ luôn xinh đẹp và luôn tươi tắn trẻ trung như thế này ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Và nếu như các quý vị, khách hàng yêu quý của DK, nếu như mà quý vị đã hết cái thời gian bảo hành rồi thì khi mình quay lại, mình vẫn yêu quý DK để quay lại sử dụng những dịch vụ tại DK thì mình sẽ được giảm giá 50% tất cả các dịch vụ nhé quý vị nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream ngày hôm nay. Quý vị có thể inbox trực tiếp qua fanpage hoặc là gọi điện đến số hotline 0911310000 để được tư vấn chi tiết ạ. Và hẹn gặp lại mọi người trong những live stream tiếp theo ạ. Xin chào mọi người. Xin chào.